Ngày 19 tháng 3 năm 2019. Lúc bây giờ là 2 giờ. Tôi cũng vẫn còn tiếp ở một khu vườn. Tôi đi ra không đất nè. Tôi thấy mấy bụi mì rồi ổi rồi. Ngon quá. Mì đây là mì bở đây. Họ hấp cơm, họ nấu cơm, họ bỏ ít củ vô họ ăn. Trồng một tủ bọt thôi. Anh có mấy trái ổi mình cầm anh giữ miết anh xin anh không cho đó. Nó bà chủ bà thương ổng xô biết gì, tôi cũng đi với ảnh mà xô bà chủ bà vô bà cho ổng vậy nhiều, nhiều dữ vậy. Tôi xin thì ổng bà cho con trớ mấy. Đây cô chủ cô cho tôi về đây, cô tôi không chịu lái nữa mà tôi ăn nạn bụng rồi, bây giờ cô hết cô dồn cho tôi đây đây có quận thấy đó. Đây, đó, có bạn thấy ba, thử không? Chín ngon không? Nếu như có bạn nữ nào mà thái dài mà vỏ trắng muối ca ca nữa Nhất là mấy bọn là nữ giúp mà má cái mong bào còn nhất là giúp phụ nữ mà có bào rồi đó to. là thôi thấy cái gì ổi này là coi như là vỏ trắng ớt nữa là thứ gì nước miếng mà không trả là tôi chịu đó. Ngồi nghỉ mát chập nữa tôi sẽ đánh chỗ cái cây mặn rồi mặt con trước tôi quay cho các bạn coi, bây giờ tôi đang quay ở cái cảnh đằng sau. Rồi bây giờ tôi tiếp tục đi tới đằng trước cảnh nhà à. Không rồi đây. Ừ, dân chị dân cái đó rồi mấy cây rồi quay nữa rồi tôi quay nẻ rồi đây. Hả?